cho thêm muối vô để mình bóp á, cho cái lòng nó sạch hơn. Khi chờ đợi cho phèo đó chín á, thì bây giờ mình sẽ bằng một ít củ hành, một ít củ tỏi để tí nữa mình phi, mình xào với cà chua cho nó thơm nha. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Bạn thấy món ăn mình có hấp dẫn không nè? Thơm quá à. Để mình ăn thử phèo nó có dai không.